Xin chào quý vị và các bạn. Ngày Chủ nhật cuối tuần, thời tiết Bắc Bộ vẫn đang tiếp tục với xu thế ấm dần lên do khối không khí lạnh suy yếu, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông. Nhiệt độ toàn miền Bắc tiếp tục tăng nhanh. Và sáng sớm, tình trạng sương mù, mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện rải rác ở khu vực phía Đông Bắc. Nền nhiệt hầu khắp khu vực cũng tăng lên, dao động trong khoảng từ 19 cho tới 24 độ, trời chỉ còn se lạnh vào thời điểm này. Đến trưa chiều nay, nắng sẽ xuất hiện, thậm chí có những điểm sẽ xuất hiện nhiệt cao, chạm ngưỡng nắng nóng, như là tại Tây Bắc Bộ, trời còn nắng mạnh nên nhiệt độ cao từ 29 cho tới 32 độ, có nơi lên tới 33 đến 34 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt cũng tăng lên mức từ 27 đến 30 độ, trời ấm, thậm chí là quý vị sẽ cảm thấy hơi oi bức vào thời điểm trưa chiều. Thời tiết cũng đang duy trì ổn định trong những ngày này ở khu vực Trung Bộ. Dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp, thời tiết Trung Bộ trời cũng có nắng sớm, nền nhiệt ngày duy trì ở mức cao. Hầu khắp khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ cao từ 33 cho tới 34 độ. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay tiếp tục chuỗi ngày nắng và khô nóng. Trời nắng gắt tại các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Còn với các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ, mức nhiệt giảm hơn, dao động từ 32 đến 34 độ. Quý vị nên hạn chế và cân nhắc các hoạt động ngoài trời vào ban ngày. Thời điểm thuận lợi nhất để ra ngoài ăn tối, vui chơi cùng bạn bè là vào buổi tối, khi nắng đã tắt. Nền nhiệt sẽ giảm đi, trên cả hai khu vực không có nơi nào có mưa, với nền nhiệt thấp nhất về đêm ở Tây Nguyên là từ 18 đến 21 độ, còn Nam Bộ là từ 24 đến 26 độ. Trên biển, ở khu vực biển phía đông của Nam Bộ, vùng từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sóng cao từ 2 cho tới 2,5 mét, biển động nhẹ. Còn ngoài khơi, tại hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vẫn có gió ổn định theo hướng Đông Bắc, cường độ không mạnh, chỉ trong khoảng từ cấp 4 cho tới cấp 5. Vừa qua, 5 hộ nuôi ngao với tổng diện tích nuôi là 3,8 ha tại phường Hải Ninh và Hải Châu, thị xã Nghi Sơn có hiện tượng ngao chết. Đến ngày 4 tháng 3 thì ngao bắt đầu chết nhiều với tỷ lệ chết là khoảng 20-25%, gây thiệt hại cho mỗi hộ hàng trăm triệu đồng. Nhận định về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ngao chết tại Nghi Sơn, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, trước phản ánh của người dân nuôi vào thời điểm trước khi ngao chết một ngày, thì trong bãi nuôi ngao có hiện tượng nước màu đỏ, váng đỏ từ biển tràn vào. Đây có thể là hiện tượng tảo nở hoa và ngao bị độc tố của tảo làm chết. Đồng thời mật độ nuôi ngao tại đây là rất cao, tại thời điểm kiểm tra là 2.000 con một mét vuông, tức cao hơn gấp 6 lần tiêu chuẩn thông thường. Tiêu chuẩn thích hợp là từ 250 đến 300 con trên một mét vuông. Đây là những nguyên nhân ban đầu gây ra hiện tượng ngao chết tại phường Hải Ninh, Hải Châu. Để khắc phục hiện tượng ngao chết và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại cho bà con, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo tổ chức tiến hành thu gom ngao chết và tiêu hủy theo quy định, hướng dẫn tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật nuôi phù hợp với vùng nuôi. Đồng thời khuyến cáo bà con dừng thả nuôi mới, chỉ được thả nuôi mới khi xử lý môi trường, cải tạo bãi nuôi, đảm bảo các tiêu chuẩn tốt cho ngao sinh trưởng và phát triển. Ngao giống được chọn từ cơ sở uy tín, sạch bệnh, có kiểm dịch theo quy định. Còn về tình hình thời tiết tại Thanh Hóa nói riêng và các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung, vào đêm và sáng sớm vẫn còn có sương mù với nhiệt độ dao động từ 21 đến 24 độ. Ngày mai vào ban ngày trời nắng ráo, mức nhiệt từ 25 đến 28 độ, thuận lợi cho hoạt động của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần. Từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời không mưa, còn nắng cả ngày với nhiệt độ trong khoảng 29 đến 31 độ. Càng lui về phía Nam, thời tiết sẽ càng nắng nóng, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Bộ. Trời khô, độ ẩm thấp, mức nhiệt có thể lên tới 35-36 độ. Cảm giác khó chịu sẽ hiện diện rõ rệt vào thời điểm trưa chiều.